Em xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đến với đất Đắk Nông nha. Hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một mảnh đất là sổ là 5 sao. Ngoài ra diện tích đất là thực tế là 6 sao nha, đất view hồ nha. Đất giao thành phố Gia Nghĩa nha. Bây giờ em quay cho các bác coi. Đất view hồ, đất thành phố. Trên đất thì có được khoảng cỡ 4-5 cây cà phê và 100 trụ tiêu. Vô rất đẹp các bạn. Bây giờ em quay nên quay cho các bác biết có mặt đất này nha. Trên đất thì đầu trên thì là view rừng thông. View rừng thông. Còn dưới là view hồ nha các bác nha. Đấy, view hồ này. Đấy. Đất này giáp với Trường Xuân luôn các bác nha. Giáp với thành phố Gia Nghĩa các bác nha. Cách thành phố Gia Nghĩa có 7-8 cây km thôi các bác nha. Cách quốc lộ 14A là 1 km. Đường xe hơi, container rồi hết các bác nha. Trên đường thông giờ em sẽ quay toàn cảnh cho bác coi. Đây, như đây có cà phê, tiêu. Em nói luôn cái vị trí mặt đất này nha. Mặt đất này nó thuộc xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, giáp với thành phố Gia Nghĩa các bạn. Đấy, view rất đẹp luôn. View của mình là được 50-70 mét các bạn. Giờ em sẽ lên nhà cộng cũng cho các bác coi. Mảnh đất thì vuông đét. Trên đất thì có được 400-500 cây cà phê và hơn 100 trụ tiêu các bác nhé. Và em cũng nói ra cái giá bác nhà ra nha, cho mảnh đất này luôn. Bác nhà đang cho đưa giá cho mảnh đất này nè, là tổng là 6 sao, con sổ đỏ là 5 sao nè. Bác nhà đang cho 550 triệu có thương lượng nhẹ các bác nha. Đất này chỉ thích hợp với những bác mà nghỉ dưỡng, rất phù hợp với các bạn nghỉ dưỡng rồi. Làm nhà nghỉ dưỡng. Cái răn của này là từ đây đó, thẳng lên rừng thông các bác ạ. À, từ đây thẳng xuống sình, thẳng xuống hồ. Giờ em sẽ quay răn ở trên cho các bác coi. Mặt đất này có thế là truyền đẹp, dưới hồ thì truyền xuống. View thì cực đại, cực đẹp. Các bác nào mà thấy mặt đất này phù hợp với mình thì hãy gọi điện ngay cho em là qua số điện thoại 0866143839 các bác nhá, để em dẫn các bác đến các bạn đất này nhá. Và các bác nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho em với, tại vì các em mới ra clip mới rồi với xa sau này nên đang còn làm nhiều cái nữa, còn nói chung là chưa chuyên nghiệp mấy. Các bác thông cảm cho em nhé. Đây, đường này thì ô tô này. Đường này ô tô ra tận, ô tô là xe hơi này đi ra tới xuống tận nơi này. Từ đây này, nên cái chỗ đường cấp phối đường lớn ấy được 6-7 mét là 300 mét các bác nhá. Và đây em quay luôn các bác, đan luôn. Còn từ đất này ra quốc lộ 14 khoảng cỡ 1 km các bạn. Đường thì mùa mưa như mùa xe nào đi được. Đây, đan này. Đan là bác rào hết lại này, đường thông đây. Từ đây này, chặn thẳng xuống hồ luôn. View rất đẹp. Đó. Còn bên kia giáp cái chỗ cỏ kia thẳng xuống. Các bác nhà đã rào hết lại rồi. Còn trên đây là view đường thông rất chi là đẹp này. Đó. Các bác mà thiện chí thì cứ liên hệ trực tiếp với em để em dẫn các bác đi coi nhá. Rất thích hợp nghỉ dưỡng luôn. Quanh đây thì có hơi nhiều, rất nhiều anh em Sài Gòn về mua đất quanh đây đấy nhá. Em bán cho các bạn đang làm nơi nghỉ dưỡng đây. Đây, bên kia cũng, trước mặt mình cũng là rừng thông các bác nhá. Điện đóm đầy đủ. Các bác mà thấy phù hợp với mình thì hãy gọi ngay cho em nhá, để em dẫn các bác đi coi nhá. Và em cũng nói luôn cái giá này này. Cái giá này là theo các bác thì 550 thì nó to thì, nhưng mà diện tích nó ít vậy, nhưng mà cái view và địa thế vậy
rất chân hiếm các bạn, nằm gần thành phố, quá đẹp các bạn, view rừng thông, view ấy rất thích hợp một căn nhà nhỏ dưỡng già sau này ạ. Rồi em chào các bác nha, sau các bác cứ đăng ký cho em ra các nhiều cân đẹp hơn cho các bác coi, rẻ hơn nữa. Dạ em cảm ơn ạ.